Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 8 tháng 11 có những thông tin chính sau đây. Cứu tàu chở hơn 300 công dân Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Việt Nam. Doanh nghiệp nỗ lực ổn định công ăn việc làm cho công nhân người lao động. Cuộc chạy đua nước rút trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ. Thưa quý vị, trưa nay, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 thành phố Vũng Tàu đã rời cảng để đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa về Vũng Tàu. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ Sri Lanka, tàu đánh cá Lady R-3 treo cờ Myanmar chở khoảng 305 công dân quốc tịch Sri Lanka trên tàu. Khi tàu đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về phía đông nam thì gặp sự cố, nước tràn vào buồng máy không khắc phục được, thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cứu nạn quốc tế của các quốc gia liên quan để xác minh thông tin và kêu gọi các tàu thuyền quốc tế trợ giúp. Đến 18 giờ 55 phút ngày 7 tháng 11, toàn bộ 305 người này đã được đưa lên tàu cứu nạn an toàn. Tất cả các nạn nhân sức khỏe đều ổn định. Thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt lớn, bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Sáng nay, cơ quan này đã tổ chức trao khen thưởng đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại Công an quận 8. Chuyên án vừa được triệt phá là đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1977, ngụ quận 1, cầm đầu. Trong quá trình truy xét mở rộng vụ án, công an tiếp tục truy bắt 8 đối tượng liên quan, thu giữ 29 bánh heroin, khoảng 50 gram ketamine, 74 viên thuốc lắc. Quận 8 và các phòng nghiệp vụ công an thành phố đã phối hợp rất nhịp nhàng. Nhờ cái việc nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, đặc biệt là đối tượng cầm đầu đã giúp cho chúng tôi xác định được cái gốc rễ của nó, chúng tôi có cái chi tiết ở trong cái kế hoạch khám phá án. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển mua bán ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ Trương Thị Mai, sinh năm 1997, thường trú tại phường Cầu Kho, quận 1. Quá trình điều tra mở rộng, công an bắt giữ tổng cộng 9 đối tượng và thu giữ 94,98 kg ma túy các loại. Các chuyên án ma túy được triệt phá trong thời gian qua góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của lực lượng công an thành phố trong quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Dẫu cùng lúc phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, từ thị trường tiêu thụ bị thu hẹp cho đến áp lực nguồn vốn vay, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực tìm cách trụ vững, ổn định công ăn việc làm cho công nhân, người lao động. Bởi với các doanh nghiệp, công nhân chính là xương sống cho mọi hoạt động sản xuất và việc cắt giảm lao động có lẽ cũng là phương án cuối cùng sau tất cả những biện pháp nhằm tối ưu chi phí khác. May mắn, đó là những gì chị Lan cảm nhận được khi ngoài kia hàng ngàn công nhân đã bị mất việc. Chị là một trong số 40% công nhân được ở lại cho đến thời điểm này. Sau nhiều tháng, công ty may mặc này bị sụt giảm đơn hàng. Công ty thì sếp lúc nào cũng cố gắng đi kiếm cái nguồn hàng cho mình làm. Thì mình cảm thấy mình được vô công ty này mình làm, thật sự mình rất là may mắn hơn mọi người rất nhiều. Trước những nỗi lo của công nhân, trong khi đơn hàng từ thị trường Mỹ, châu Âu chừng lại, nhiều doanh nghiệp chuyển sang củng cố thị trường nội địa, chấp nhận hạ giá thành để tăng tính cạnh tranh. Những cái ngày mà người ta không có tới làm việc á, thì người công nhân, nhân viên vẫn được hưởng cái mức lương căn bản trên thỏa thuận trên hợp đồng lao động. Cái này cũng là cái sự nỗ lực cố gắng của công ty mặc dù là không có doanh thu, không có đơn hàng. Nỗ lực để không phải cắt giảm nhân sự là hành động cần được lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp khi mà Tết âm lịch đang không còn xa nữa. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề xuất cho thành phố triển khai thí điểm mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế trong điều trị bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế phường xã và thị trấn. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạm y tế cấp xã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 340 loại thuốc, trong đó có 50 loại thuốc dành cho các bệnh mạng tính không lây. Nếu so với bệnh viện tuyến huyện thì trạm y tế thiếu đến 40 loại cần thiết để điều trị các bệnh mạng tính không lây, gồm thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị suy tim, thuốc hạ lipid máu, insulin và nhóm hạ đường huyết, thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Tất cả những loại thuốc này đã được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận.
nhưng phải được Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến chỉ đạo. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa đề nghị cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp xe máy. Theo VCCI, thời gian qua, việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Sau hơn 10 năm thực hiện, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy vẫn ở mức rất thấp. Theo đó, VCCI đề nghị việc mua bảo hiểm xe máy bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác sẽ dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận của các bên. Mê đồ cổ từ năm 17, nay ở tuổi gần 70, ông Ngô Nam Phong ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã góp nhặt được cả một kho tàng gồm hàng ngàn hiện vật quý giá. Những báu vật này luôn được ông nâng niu lưu giữ cho các thế hệ sau. Tư gia của ông Phong ở phường 12, thành phố Đà Lạt như một viện bảo tàng với hàng ngàn món đồ cổ xưa độc đáo, những hiện vật mà giá trị khó có thể đong đếm bằng vật chất. Càng chơi, càng bỏ công, bỏ sức tìm hiểu, ông Phong lại càng thêm đam mê, yêu thích. Rồi chính những câu chuyện đằng sau mỗi món đồ lại giúp ông tìm được ý nghĩa của việc mình đang làm, gìn giữ và kết nối sợi dây văn hóa giữa quá khứ và hiện tại, giúp người đương thời có thể hiểu được những gì người xưa đã để lại. Nói chung trong cuộc sống của tôi khi năm 17 tuổi thì cuộc đời của tôi nó có vẻ là bấp bênh lắm. Khi đó thì mẹ tôi đang cân, thì tôi ngồi tôi ngắm cái cân rất là tha thiết. Cân để cân bằng cuộc sống, thì tôi mới nghĩ lại tôi đi sưu tầm cái cân này và tôi đi khắp nước để tôi sưu tầm cái cân này. Bận rộn với nghề nông, hàng ngày ông Phong vẫn không quên dành thời gian nuôi dưỡng niềm đam mê săn đồ cổ. Thông tin quốc tế. Rùa khổng lồ làm từ hàng trăm ngàn vỏ chai và nắp nhựa kêu gọi bảo vệ môi trường. Giấy độc đắc PowerPoint 1,9 tỷ đô la Mỹ bị hoãn vì lỗi kỹ thuật. Thưa quý vị, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ chính thức diễn ra từ sáng ngày 8 tháng 11 giờ địa phương, tức tối nay giờ Việt Nam. Đã có hơn 42 triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm. Kết quả của bầu cử sẽ có tác động lớn đến 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden và xa hơn nữa. Tất cả ghế tại Hạ viện sẽ được bầu lại cùng 1/3 ghế ở Thượng viện, Thống đốc và các quan chức địa phương. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện cuộc vận động tranh cử cuối cùng vào tối ngày 7 tháng 11 theo giờ địa phương tại bang Maryland, kêu gọi cử tri tích cực đi bỏ phiếu. Trong khi đó, cựu Tổng thống Bill Clinton tới Nevada, một bang chiến địa khác, để vận động cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Về phía đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump có mặt tại bang chiến địa quan trọng Ohio trong tối ngày 7 tháng 11 để vận động cho ứng cử viên J.D. Vance. Những thành viên của đảng Cộng Hòa cũng ráo riết vận động tại những bang có nhiều lợi thế. Vào thời điểm cận kề này, ưu thế đang nghiêng về phe Cộng Hòa, với kịch bản được cho nhiều khả năng xảy ra nhất là đảng Dân Chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện, trong khi đảng Cộng Hòa giành chiến thắng tại Hạ viện. Dù vậy, theo giới quan sát, cuộc bầu cử lần này khá phức tạp và khó dự báo. Tình trạng lạm phát cao, viễn cảnh ảm đạm của nền kinh tế được cho là những yếu tố chính chi phối lá phiếu của cử tri Mỹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng. Các nhà khoa học cho rằng các đợt nắng nóng kéo dài và thường xuyên hơn như hiện nay là do biến đổi khí hậu, cũng như việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá, khí thốt và dầu mỏ. Trong 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8, khi thời tiết ở châu Âu nắng nóng nhất, nhiệt độ đặc biệt cao đã dẫn đến đợt hạn hán tồi tệ nhất mà lục địa này từng trải qua kể từ thời Trung Cổ. Nắng nóng đã khiến gần 4.000 người tử vong ở Tây Ban Nha, trong khi số người tử vong do thời tiết cực đoan ở Đức là 4.500 người, Anh hơn 3.200 người và Bồ Đào Nha hơn 1.000 người. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đang diễn ra tại Ai Cập, ngày 7 tháng 11, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi tăng chi tiêu và hành động để ứng phó với các tác động của tình trạng này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết nâng khoản hỗ trợ tài chính cho hoạt động khí hậu thêm 6 tỷ euro vào năm 2025. Ngoài ra, Đức cũng sẽ cung cấp 170 triệu euro cho dự án Lá chắn toàn cầu của nhóm G7 để hỗ trợ 58 quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu. Hơn 250.000 vỏ chai và nắp nhựa đã được Caroline Chartini tái sử dụng để tạo nên một chú rùa khổng lồ. Tác phẩm của nữ nghệ sĩ Li Bang nổi bật trên đường phố như một lời nhắc nhở về việc ô nhiễm môi trường đang giết dần các loài động vật biển như thế nào.
Caroline Chaptini chọn rùa vì loài vật này là biểu tượng cho lời kêu cứu của đại dương. Tác phẩm hiện đang được trưng bày tại thành phố Tripoli của Liban. Rùa biển đang chết dần chết mòn vì rác thải mà con người đổ xuống biển. Loài rùa giúp làm sạch đại dương. Nếu chúng chết, thì con người sẽ phải hứng chịu hậu quả. Trước đây, tôi cứ vứt vỏ chai nhựa đi thôi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ đây, mỗi khi thấy chai nhựa bị vứt lung tung, tôi lập tức nhặt lên. Chaptini là một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật từ vật liệu tái chế và cũng từng được công nhận nhiều kỷ lục thế giới Guinness với các sáng tạo này. Mới nhất vào tháng 4 qua, cô hoàn thành quả cầu lớn nhất thế giới làm từ nhựa tái chế, ghi dấu kỷ lục thế giới thứ 5. Hàng ngàn tín đồ Phật giáo Myanmar đã đổ về thành phố Bien Ulwin để ngắm màn thả khinh khí cầu và bắn pháo hoa ngoạn mục, đánh dấu sự kết thúc của mùa mưa. Lễ hội được tổ chức trở lại sau 2 năm vắng bóng do dịch Covid-19. Các khinh khí cầu bay lên trong đêm, rực sáng cả một góc trời. Bên trên là những hoa văn truyền thống sặc sỡ hay hình Đức Phật, những biểu tượng của bình an và may mắn. Tôi mong rằng đất nước sẽ luôn bình yên, tôi khao khát hòa bình và mong muốn đất nước sẽ có nhiều niềm vui như những lễ hội hôm nay. Xuyên suốt sự kiện là cuộc tranh tài giữa những khinh khí cầu. Ban giám khảo phải quyết định khinh khí cầu đẹp nhất, bay lâu nhất trong số 76 tác phẩm tham gia. Song song đó là một lễ hội hóa trang và một chương trình khiêu vũ truyền thống. Bánh tát ta và cá tráp đỏ, một ly cocktail đầy màu sắc, tất cả có thể khiến chúng ta nghĩ đến hình ảnh một nhà hàng sang trọng. Nhưng tại thành phố cảng Marseille, miền nam nước Pháp, đây có thể là quang cảnh trong một nhà tù, với đầu bếp chính là các tù nhân. Không gian trại giam Beaumet được ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng ở đây lại nổi tiếng với chất lượng ẩm thực và niềm đam mê tạo ra các món ngon. Khu vực nhà hàng cao hơn một tầng so với các phòng giam, phong cách trang trí ấm cúng với sức chứa khoảng 40 người. Không phải tất cả tù nhân đều là những kẻ chỉ biết phạm tội, họ vẫn biết sử dụng đôi tay khói óc. Chúng tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi có thể vượt qua giai đoạn này và hòa nhập tốt sau khi được tự do. Nhà hàng sẽ chính thức phục vụ nội bộ từ ngày 15 tháng 11 tới với giá 35 euro, khoảng gần 900.000 đồng Việt Nam cho một bữa ăn. Việc đăng ký phải diễn ra trước 72 giờ trên trang web của nhà hàng, đủ thời gian để quản lý nhà tù kiểm tra danh tính và tiền án của từng khách hàng. Giấc mơ thắng giải độc đắc 1,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 48.000 tỷ đồng Việt Nam, tiếp tục treo lơ lửng trong hy vọng của nhiều người. Kỳ quay số đã bị hoãn do trục trặc kỹ thuật khiến những người háo hức chờ đợi thêm phần hồi hộp. Việc quay số Powerball bị trì hoãn do ban tổ chức cần thêm thời gian để hoàn thành các bước bảo mật theo quy định. Trên Twitter, công ty xổ số California nói rằng, khi các bước bảo mật cần thiết hoàn tất, việc quay số sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của các quan chức an ninh xổ số và các kiểm toán viên độc lập. Giải thưởng tăng lên mức cao nhất trong lịch sử xổ số thế giới sau 41 lần xổ liên tiếp mà không tìm ra người trúng thưởng độc đắc. Xác suất trúng giải cao nhất là 1 trong 292,2 triệu, khó hơn cả xác suất bị sét đánh. Tuy vậy, cả nước Mỹ như đang lên cơn sốt. Báo chí Mỹ đưa tin, sau lần xổ số hôm thứ Bảy vừa qua, số lượng người dò số trên mạng đông đến nỗi trang mạng của hãng xổ số Powerball đã bị sập. Thưa quý vị, sáng nay một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài hơn 2 km. Theo người dân ở hiện trường, vào khoảng 7 giờ, tài xế điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi đến đoạn km 18 qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bất ngờ va chạm với xe đảm bảo an toàn cho xe quét hút rồi tiếp tục đâm vào xe làm vệ sinh đường. Cú va chạm khiến chiếc xe quét hút đường bị hất văng lên, sau đó lật ngang, đè lên giải phân cách. Nhiều đoạn giải phân cách bị văng tung tóe ra đường, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Vụ tai nạn khiến một người bị thương, phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Còn tại Bình Dương, vào trưa nay, nam tài xế điều khiển xe tải trên quốc lộ 13 theo hướng Bình Dương đi Bình Phước, đến đoạn qua khu phố Cây Sắn từ Bình Dương thì bị mất lái, lao vào giải phân cách rồi lật ngang. Nam tài xế nằm bất động trong xe, được người dân đưa đi cấp cứu. Theo phụ xe, có thể do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái. Thời điểm xảy ra tai nạn, ít phương tiện di chuyển nên không gây kẹt xe. Hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà kho trong khu viên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, khiến nhiều tài sản hư hại. Lửa bùng lên từ một xe ô tô đang đậu gần đó.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ, người dân phát hiện lửa kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt từ chiếc xe ô tô đang đậu trong khuôn viên và cháy lan sang kho chứa đồ tạm. Bên trong sân là khu vực kho chứa dụng cụ biểu diễn của một số đoàn nghệ thuật và cũng là chỗ để ô tô, xe máy của cán bộ, nhân viên sở. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu thống kê không có thiệt hại về người, nhưng ô tô nói trên và kho chứa đồ đã bị cháy hoàn toàn. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ. Huấn luyện viên Tite đã công bố danh sách cầu thủ của tuyển Brazil cho World Cup sắp tới. Đáng chú ý trong danh sách này có đến 9 tiền đạo. Tiền đạo Neymar 30 tuổi sẽ dẫn đầu hàng tấn công của Brazil. Trong danh sách 26 cầu thủ có những tiền đạo trẻ như Vinicius Junior, Gabriel Martinelli và Rodrigo. Huấn luyện viên tuyển Brazil cũng nói ông đồng ý rằng đội tuyển của ông là một trong những ứng viên chức vô địch. Ông Tite cũng gọi tập trung Dani Alves, cựu hậu vệ phải của Barcelona, năm nay đã 39 tuổi, vào tuyển quốc gia Brazil lần này. Trong danh sách có 8 hậu vệ và 6 tiền vệ. Brazil sẽ thi đấu ở bảng G cùng với Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon. Serbia và Thụy Sĩ cũng cùng bảng với Brazil ở World Cup cách đây 4 năm ở Nga. Khi đó Brazil đã thua Bỉ ở tứ kết. Huấn luyện viên Tite cũng nói rằng sau World Cup, ông sẽ từ chức sau 6 năm dẫn dắt tuyển Brazil. Thứ trạng Grand Prix Brazil diễn ra vào cuối tuần này, nhà vô địch F1 thế giới 7 lần Lewis Hamilton đã được công nhận là công dân danh dự của Brazil tại một phiên họp của Quốc hội nước này. Tay đua đội Mercedes có bài phát biểu cảm ơn người hâm mộ cũng như dành sự tôn vinh cho thần tượng thời thơ ấu của mình, nhà vô địch F1 thế giới 3 lần người Brazil Ayrton Senna, người đã mất trong một vụ tai nạn tại Imola, Italia vào năm 1994. Hạ viện Brazil hồi tháng 6 đã thông qua dự luật được đề xuất bởi nghị sĩ André Figueiredo để đưa Hamilton trở thành công dân danh dự sau khi anh giành chiến thắng lần thứ 3 tại Grand Prix Brazil vào năm ngoái. Tay đua người Anh đã mang cờ Brazil lên bục vinh quang tại trường đua Interlagos để ăn mừng với người hâm mộ địa phương. Hamilton hiện đang xếp vị trí thứ 5 trong cuộc đua vô địch F1 năm nay với 216 điểm và chỉ còn 2 chặng đua nữa ở phía trước. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giờ sáng mai vào lúc 6 giờ 30 phút. Xin kính chào tạm biệt.